khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được sự tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ mang đến cho tất cả quý vị không những là những món ăn ngon, bổ dưỡng và thực hiện nhanh mà còn đem đến những niềm vui bất ngờ cho mái ấm gia đình của quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ nghe trong hộp thư thoại. Chắc chắn là có một vị khán giả đang chờ một cái yêu cầu đặc biệt đến với chương trình đây. Vừa rồi tôi có về miền Tây chơi và được ăn món cá lóc đồng. Công nhận là cá lóc ở đây ngon thiệt. Và tôi có mua một ít cá về đãi cho gia đình. Ngoài món kho tiêu và nấu canh chua thì cá lóc có thể là món gì đặc biệt nữa không chương trình? Mong chương trình hướng dẫn giúp tôi nhé. Xin cảm ơn chương trình. Đúng theo yêu cầu của vị khán giả vừa mới gửi đến chương trình đó là làm một món ăn từ cá lóc. Bình thường thì người ta vẫn hay dùng cá lóc để nấu canh chua nè, để kho tộ nè. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một nguyên liệu với lại cá lóc mà phối hợp với lại các loại rau củ khác và tạo thành một món ăn có tên gọi mà chắc chắn là Kim Thảo vừa mới nghe hay là quý vị khán giả nghe cũng sẽ hết sức bất ngờ và tò mò với tên gọi này. Đó là món cá lóc xào lưu ly. Để thực hiện món cá lóc xào lưu ly thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị 250g cá lóc phi lê, ớt chuông xanh, vàng, đỏ, hành tây cắt hạt lựu, hành tỏi băm nhỏ, dầu mè, rau thì là, bột năng, nước dùng, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả nhớ là chúng ta chuẩn bị phần cá lóc phi lê này, lạng bỏ hết cái phần xương cá đi và chúng ta thấm cho thật là khô cái phần thịt cá. Kế đó thì là chúng ta sẽ cắt ra thành những khối vuông cạnh khoảng chừng 3 cm. Chúng ta sẽ cho vào trong phần cá lóc này khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê giấm gạo lên men Ajinomoto. Cô ơi, sao cô lại ướp cá với lại giấm gạo lên men Ajinomoto? Nó có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là giúp cho cái thịt cá săn chắc hơn, và thứ hai nữa còn có tác dụng là làm khử mùi tanh của cá nữa. Phần ớt chuông thì quý vị khán giả mua về, chúng ta sẽ bỏ cái phần ruột ở phía bên trong đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ cũng cắt hạt lựu những cái ớt chuông này. Bây giờ thì đến ớt chuông vàng, cuối cùng là ớt chuông đỏ. Bây giờ thì cô đặt một cái chảo lên bếp. Chúng ta sẽ sử dụng cái Ajiquit bột chiên gà giòn này. Cô sử dụng khoảng nửa gói bột. Cho cái phần cá này vào, chung vào với lại cái phần bột chiên gà giòn này. Chiên cá thì em hiểu rồi. Bởi vì khi mà chúng ta chiên cá trước thì lát nữa chúng ta xào cá, nó sẽ không bị nát. Nhưng mà lại còn ướp cá với lại bột chiên gà giòn nữa. Chúng ta tẩm với lại bột chiên gà giòn Ajiquit thì nó có tác dụng là nó sẽ làm cho cá thấm gia vị nè. Vì trong cái bột chiên gà giòn này có sẵn gia vị rồi, cho nên nó sẽ rất là thấm gia vị và làm cho món ăn của chúng ta ngon hơn rất là nhiều, và đồng thời tạo nên một cái độ giòn ở phía bên ngoài món ăn nữa. Dạ em hiểu rồi. Quý vị ơi hãy cùng lưu ý lại nhé, là chúng ta sẽ ướp cá trước với Ajiquit bột chiên gà giòn để cá có vị ngon hơn và vị vừa ăn, và khi mà chúng ta xào thì cá sẽ không bị nát quý vị nhé. Cô sẽ cho hết phần cá này vào và chúng ta chiên với lại lửa lớn. Trong khi chúng ta chờ cho cá được vàng giòn thì mình sẽ chuẩn bị sang cái phần bột năng để lát nữa mình làm cái sốt. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng nửa chén nước, chúng ta cho vào, chúng ta khuấy đều lên. Cá bây giờ cũng đã vàng rồi, cô sẽ vớt cái phần cá ra và cho vào cái dĩa có giấy thấm dầu. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị một cái chảo mới. Chúng ta sẽ cho vào trong chảo khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi cho dầu trong chảo nóng một chút rồi chúng ta mới cho cái phần hành tỏi vào. Rồi bây giờ phần hành tỏi phi bắt đầu có cái mùi thơm. Tiếp tục cho cái phần củ hành tây cắt hạt lựu vào. Và chúng ta đảo đều cái phần hành tây này để cho hành tây hơi trong lại. Cô sẽ trút hết cái phần cá này vào. Chúng ta sẽ xóc cái cá này chung với lại cái phần hành tỏi băm và hành tây này để cho cá thật là thơm. Bây giờ thì cô mới cho tất cả cái phần ớt chuông này, cho khoảng nửa chén nước dùng vào. Ba loại ớt chuông này chúng ta cho vào giai đoạn cuối, đảo sơ qua thôi để cho ớt chuông vừa chín tới thôi, không chín kỹ. Nếu mà chín kỹ như vậy nó sẽ không còn độ giòn và đồng thời màu sắc cũng sẽ không đẹp nữa. Chúng ta sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng cà phê nước bột năng, khoảng 1 muỗng cà phê dầu mè, cuối cùng là cho thì là vào. Chúng ta sử dụng 1 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto, 1 muỗng rưỡi đường và khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajingon, và đảo cho cái phần gia vị này thật là thấm vào trong cái phần cá. Rồi bây giờ cô tắt bếp, như vậy là món ăn của chúng ta hoàn tất rồi. Cô sẽ xúc ngay ra dĩa nè. Món này thì cá thì chúng ta đã lóc xương rồi nè, màu sắc thì đẹp mắt, cho nên cô nghĩ là người lớn và cả trẻ em sẽ đều rất là thích với món ăn này.
Em nghĩ là cá lóc á thì ăn rất là nhiều đạm, tốt cho sức khỏe nè, kèm theo đó còn kết hợp với một cái màu sắc như thế này thì ai nhìn vào mà không muốn ăn, phải không quý vị? Em thử một miếng nha cô. Vị nó rất là vừa ăn cô ơi. Cá thì mềm nè, không có bị tanh nè, hòa quyện với lại sốt chua chua ngọt ngọt. Rồi bên cạnh đó còn có hương vị của hành tây nè, thì là nè, rồi ướp ớt chuông nữa. Nhiều lắm, hương vị rất là đặc biệt. Quý vị à, Kim Thảo nghĩ là quý vị nên thử món này. Và quý vị có biết là Kim Thảo cho cô Dự Thảo bao nhiêu điểm về món cá lóc xào lưu ly này không? Đó chính là 3 điểm 10 luôn. Trước khi chia tay thì xin cho Kim Thảo được nhắc lại hộp thư của chương trình, đó là số 620 bưu điện trung tâm Sài Gòn, và số điện thoại của trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam là 0838237557. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website mongonmoingay.com để có thể tìm được những thực đơn rất ngon và rất đặc biệt để dành tặng cho những người thân trong gia đình của mình, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay chương trình món ngon mỗi ngày của chúng ta đã có một chương trình với những giải thưởng rất là hấp dẫn, đó chính là từ nay đến 12 tháng 10, mời quý vị tham gia cuộc thi trổ tài với món ngon mỗi ngày với trị giá giải thưởng chung cuộc 30 triệu đồng. Và bây giờ chúc mừng 4 bài dự thi chiến thắng tuần 2. Còn bây giờ thì Kim Thảo cùng với đầu bếp Diệu Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.